sử dụng dầu gội đầu, thảo dược thiên nhiên ấy để chăm sóc tóc thì sẽ mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với các cái phương pháp chăm sóc tóc khác, bao gồm thứ nhất đấy là nó an toàn và lành tính. Dầu gội thảo dược ấy thì chiết xuất hoàn toàn từ các cái thảo dược thiên nhiên, rồi ví dụ như là hoa hay là quả hay là tinh dầu với các cái hoạt chất có trong thảo dược thì có cái khả năng gì? Có cái khả năng là antioxidant, tức là chống quá trình lão hóa và ngăn cản được cái tác hại của tia UV, bảo vệ được mái tóc, hạn chế gây kích ứng ở dưới da đầu và an toàn, phù hợp với đặc tính về tóc này cũng như là da đầu của người Việt Nam. Đặc biệt là phù hợp với những người mà có cái làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng hoặc là đang gặp những các cái vấn đề về da đầu như là gầu này, nấm này, vẩy nến vân vân. Về được cái thứ hai đấy là cái hiệu quả của nó rất là lâu dài. Các cái thành phần của thảo dược á, trong cái dầu gội thì nó sẽ thấm sâu vào cái làn da của chúng ta, nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, tăng cường cái sức khỏe cho mái tóc và mang lại cái hiệu quả rất là lâu dài, giảm thiểu các cái tình trạng rụng tóc này, kích thích cho tóc của chúng ta mọc lên này, làm cho tóc mềm mại bóng mượt. Thứ ba là thân thiện với môi trường. Dầu gội thảo dược ấy thì được sản xuất từ các cái nguyên liệu thiên nhiên, không gây ô nhiễm cho môi trường, không gây ô nhiễm cho môi trường và an toàn cho hệ sinh thái. Thứ tư là tiết kiệm chi phí. Sử dụng dầu gội đầu mà thảo dược ấy thì thường cho những các cái chi phí là tiết kiệm hơn. Và thứ năm ấy là mang lại cái cảm giác thư giãn này, thoải mái này. Bởi lẽ dầu gội thảo dược ấy thì thường có cái hương vị rất là thơm, rất là dịu, từ đó mà nó cảm giác như là người ta sẽ giảm được các cái yếu tố stress, đưa vào cho chúng ta có một cái giấc ngủ tốt hơn, cải thiện cái tâm trạng của người sử dụng cũng như là chất lượng cuộc sống của người sử dụng sản phẩm.